Vâng, xin chào tất cả mọi người, chào tất cả anh chị em yêu thích và đam mê hoa lan rừng đã đến với kênh của Vườn Lan Trường Sơn. Chúc các bạn một ngày mới thật vui vẻ, thành công trên mọi lĩnh vực và sưu tầm được nhiều loài hoa lan đẹp trên mọi miền Tổ quốc. Thì cũng chia sẻ tiếp cho anh chị em những cái đơn hàng trồng thuần tại vườn của mình. Đến thời điểm này thì cây là quá ok rồi. Về hôm nay thì đơn hàng sẽ là những cây hoàng thảo, đùi gà, lai Trần Tuấn nhé. Đây là một dòng cây lai tự nhiên, rất là khỏe, rất là đẹp. Có cây thân thì gần giống cây đùi gà mà cũng nửa giống cây Trần Tuấn. Đấy. Thì cái hoa thì lại là giống cây Trần Tuấn nhiều hơn, hoa của cây Trần Tuấn nhiều hơn. Nó là một dòng lai tự nhiên rất là hay và sai hoa. Đấy. Thì chia sẻ cho anh chị em những cái kỳ như thế này để anh chị em về sưu tầm. Thời điểm này thì cây đã đứng ngọn rồi và phát triển rất là tốt. Thì cây này mình chia sẻ cho anh chị em với cái giá là 400.000 đồng nhé. Đấy. Anh chị em nhìn đây ạ, 400.000 đồng này. Mình đánh dấu đây là mã số 01 của cây Trần Tuấn, lai đùi gà. Mã số 02, đây, mã số 02, cũng cực kỳ là đẹp. Anh chị em nào sưu tầm thì quá hợp lý luôn. Đấy. Mã này thì anh chị em, mình chia sẻ cho anh chị em với giá cũng là 400.000 đồng nhé. Đấy, mã số 02, gà của lai Trần Tuấn. Mã số 16, đây. Mã số 16 này, gồm có 3 thân nhé. Cực kỳ là ok luôn, không phải nghĩ về cái chất lượng của cái cây đùi gà lai Trần Tuấn này. Gồm có 3 thân, giá cũng là 400.000 đồng cho anh chị em sưu tầm. Được 3 đơn rồi, tiếp một đơn nữa. Đấy. Mã số 03, 2 thân, cực kỳ là ok luôn. Chỗ này có con rệp à? Chết rồi các bạn, chết nhăn răng rồi. Hôm trước mình phun thuốc Moventor, chết nhăn răng luôn, đen xì luôn. Đấy, chứng tỏ thuốc diệt dẹp này rất hiệu quả. Thuốc diệt dẹp cộng với lại một chút phân cái thuốc muỗi, thế là diệt cho phát là chết nguẹo của tỏi. Thì mã số 03 này có giá là 250.000 đồng anh chị em nhé. Đây, cực kỳ là đẹp luôn. Sở dĩ bây giờ mình mới chia sẻ là vì cây nó đã đứng ngọn rồi, là cho anh chị em để anh chị em sưu tầm. Đây. Mã tiếp theo của cây gà lai Trần Tuấn đó là số 08, 2 thân. 2 thân nhé. Đây. 2 thân này. À, cái này thì nó bị gãy mất. Một cái thân này nó bị gãy mất. Thôi, chia sẻ cho anh chị em với giá chỉ có 300.000 đồng thôi nhé. Đấy, cực kỳ là ok luôn này. 300.000 đồng cây gà lai Trần Tuấn như thế này. Không phải là có riêng đùi gà lai Trần Tuấn này, nó không nhiều đâu anh chị em nhé. Cây rất là đẹp mà phát triển được tất cả trên mọi khu vực, mọi vùng miền. Đấy, 300.000 đồng. Và chia sẻ cho anh chị em cây gà hồng. Đây, cây gà hồng mã số 18 này. Mã số 18 nhé. Đây, anh chị em có thể nhìn thấy là mã số 18. Đấy, nhìn thấy chưa ạ? Đấy, anh chị em nhìn rõ không ạ? Mã số 18 này, cực kỳ là ok luôn này. Đấy, về thân thủ rồi là các kiểu con đại điểu rất là đẹp. Đấy. À, một mầm gốc đang lên với cái kiểu là nổi lên này, với kiểu bonsai ấy, rất là hay. Thôi anh chị em lấy chậu này thì mình lấy các bạn anh chị em là 400.000 đồng. Nhá. Trước mình niêm yết là 500 nhưng mà có vẻ là không hợp lý lắm. Thôi lấy các bạn anh chị em 400. Mã số tiếp theo là mã số 09. 09 là một cây cũng rất là đẹp. Về để đậu cây thì không phải nghĩ rồi. Riêng cây gà lai Trần Tuấn này thì quá là ok luôn. Đấy. Mã số 09. Lấy anh chị em 450.000 nhé. Đang mọc hai mầm này. Lên một cái nữa ở gốc này là 3 này. Nói chung là cây này đến năm nay là cực kỳ là ok rồi. Có hoa luôn cho các bạn vào năm tới. Tức là sau Tết đấy. Đấy, thì để chia sẻ luôn cho anh chị em.
Thì ngoài ra thì mình cũng mời anh chị em ngắm một cái cây, nó là cây hoàng thảo trúc Phật Bà. Mọi người biết là tại sao lại gọi là trúc Phật Bà thì biết rồi ạ, đúng không ạ? Cực kỳ là ok luôn nhé, rất là đẹp. Độ phình thân, độ cây cối nói chung là quá tuyệt vời luôn, đúng không ạ? Cực kỳ là đẹp. Cây này thì khỏi phải nghĩ rồi. Những cái chậu như này mình bán thường thường là 350. Nhưng mà chậu này anh chị em nào lấy thì bán 300. Mã số 12, 300.000. Tiếp nữa là mình chia sẻ cho anh chị em một cái cây trầm siêu tím. Thực ra này lấy cái trầm tuyển chọn của mình thôi. Nó rất là tím, thân thủ rất là to. Chậu này thì nó có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đấy. Thân thủ rất là đẹp, rất là bự. Đấy. Hoa thì tím đậm. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 thân nhé. 8 thân. Anh chị em nào sưu tầm mình để cho các bạn một cái giá là 600.000 đồng. 600.000 đồng giỏ trầm này, trầm siêu tím. Thì có một chậu thôi, thì chia sẻ cho anh chị em một chậu. Ngoài ra thì cũng chia sẻ tiếp cho anh chị em một số cái mặt hàng để cho thêm đa dạng cái video và thêm đa dạng giống. Đây, ở đây mình có một cây lá kẻ. Cây lá kẻ. Cây lá kẻ này rất là đẹp. Kẻ theo kiểu tự nhiên đấy. Anh chị em nào sưu tầm cây kẻ này thì mình nó có hai thân này. Hai thân. Cực kỳ là ok luôn. Hai thân này thì anh chị em nào sưu tầm mình để cho các bạn với giá là 1.500.000 đồng. Hai thân măng đang mọc và một thân gốc như này. 1.500.000 đồng. Anh chị em sưu tầm để luôn. Đấy. Thêm một cái nữa để cho mọi người có thể sưu tầm nữa. Đó là cây đùi gà chớp. Đấy. Đùi gà chớp. Đùi gà chớp nhé. Anh chị em nhé. Đùi gà chớp để cho mọi người thêm đa dạng. Đa dạng cái chủng loại. Đây có cái chậu. Chậu lan hài này rất là đẹp này anh chị em. Đấy. Thực ra cái chậu lan hài này nói thật với anh chị em là 2 năm nay rồi nó vẫn cứ có hoa. Đấy. Một cần hoa này nó ra được. 2 năm nay chưa hết. Đấy là một cái điều rất là tuyệt vời. Thực sự là tuyệt vời. Đây còn đang mèo nữa. Thế là hoa này nó cứ liên tù tì quanh năm ngày tháng. Đấy, cực kỳ là hay nhé. Cây hài này rất là hay luôn. Đấy, đấy. Ok không ạ? Quá tuyệt vời luôn. Đấy, mời mọi người ngắm. Thì thôi bây giờ là quay sang chậu đùi gà chớp để cho mọi người lựa chọn. Thì trên đây là mình đang có một cái chậu đùi gà chớp mầm gốc rất là khỏe để cho anh chị em ngắm. Đùi gà chớp này gồm có 1, 2, 3 3 thân, 2 mầm. 3 thân và 2 mầm. Cây rất là đẹp. Thì anh chị em nào sưu tầm cái chậu này, mình để cho mọi người với cái giá là 900.000 đồng nhé. 3 thân 900.000 đồng, 2 mầm. Mình giấu đây là số 1 chớp. Còn anh chị em nào muốn sưu tầm cây đẹp hơn, để to hơn và khủng hơn, với số lượng cây nó sẽ phát triển rất là khỏe, thì đây. Đấy, cây này là hoàn toàn là mình để nó không có kích thuốc đâu nhé các bạn nhé. Khi mà cây đến tuổi nó khác phát triển khỏe, vì cái thời tiết khi ấm chậu rồi cây nó mọc rất là ghê gớm. Mọi người nhìn thấy không ạ? Cây này thì cuối năm nó sẽ có thành một cái lùm rất là to. Đây, lùm rất là to. Chậu này thì có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 thân nhé. Đấy. Đến cuối năm là các bạn, anh chị em sẽ có một cái chậu rất là to luôn. Đấy. 15 thân này mình để cho các bạn với cái giá là
4 triệu anh chị em nhé, 15 thân 4 triệu. Đùi gà chớp cực kỳ là đẹp. Quá ok luôn. Đấy là một cái, bởi vì đây cho anh chị em ngắm luôn cái cây này. Đây này. Đấy. Nhìn nó phê chưa? Phê nhưng mà nó hơi nặng. Chắc là không phê. Để cho mọi người ngắm thì quay trực tiếp sang bên này. Cho anh chị em ngắm luôn này. Đấy, nhìn thấy không ạ? Mọi người nhìn thấy không ạ? Đấy, cực kỳ là đẹp luôn này. Còn gì mà phải suy nghĩ nữa, đúng không ạ? Đấy, chậu này năm ngoái thì mình cũng phải mua với cái giá 5 triệu để về làm giống. Cực kỳ là đẹp luôn. Xòe, thân thủ đẹp, xòe. Đấy, mọi người nhìn thấy không ạ? Quá là ok luôn nhé. Cực kỳ là đẹp, nên là anh chị em cứ yên tâm rằng là cái cây đùi gà chớp này thì mọi vùng miền đều có thể trồng được. Đấy, với điều kiện anh chị em chỉ cần trồng nội chậu lên gốc như này lên là cây nó phát triển rất là khỏe, rất là tốt. Đấy, chậu như này. Năm ngoái mình mua vào 5 triệu, nhưng mà năm nay thì nó to hơn, gần như gấp rưỡi. Năm nay khoảng 7 triệu là mình cũng sẽ đưa em nó đi tặng cho các bạn chăm sóc và ngắm hoa của năm 2023. Đấy, cực kỳ là đẹp. Vì đùi gà chớp này đặc trưng của Lai Châu thì năm ngoái anh em có đấu giá lên được một cái chậu là lên hơn 30 triệu. Đấy. Bởi vì mặt bông nó thì quá là đẳng cấp, quá là đỉnh luôn. Cho nên là cái giá mà thực ra cái đẹp thì đương nhiên là đi theo cái giá. Với hai là thân thủ rất là ok, khỏe, cực kỳ là đẹp. Đấy thì cũng giới thiệu qua qua vậy cho các anh chị em. Đấy thì tiếp theo vào một số cái đơn gà chớp nữa cho mọi người sưu tầm. Đấy, gà chớp nữa cho mọi người sưu tầm. Cây bé bé nhá, anh chị em nào lấy cây bé bé như này. Đây, bé bé này này. Chỉ độ một khoảng tầm tháng nữa là mầm nó lên rất là đẹp. Cực kỳ là ok luôn. Chậu này thì anh chị em nào lấy mình để với giá là 300.000 đồng này. Đấy, gà chớp 300.000 đồng. Nó cũng không có nhiều đâu. Đây là mình nhân giống, mình cũng phải mua giống về. Để nhân giống. Đấy. Chậu như này 250.000 đồng. Đấy. Đến cuối năm thì chắc chắn là anh chị em cứ yên tâm rằng cây nó rất là đẹp. Ngoài ra đây còn một chậu nữa. Đây. Chớp. Anh chị em nhìn thấy không ạ? Cực kỳ là đẹp luôn này. Chậu gà chớp này thì đây,